Trong bóng đá, khi thủ môn bị rút quyền thi đấu hoặc chấn thương mà hết quyền thay người thì vẫn còn các đồng đội sẵn sàng làm thay nhiệm vụ gác đền. Và có không ít những thủ môn bất đắc dĩ từ trước tới nay và thậm chí họ còn làm xuất sắc nhiệm vụ. Cùng điểm qua 8 ngôi sao bóng đá nhận nhiệm vụ đóng thế bất đắc dĩ ấy. 1. John Terry. Một trận đấu điên rồ giữa Chelsea và Reading vào tháng 10 năm 2006. Đầu tiên, thủ thành Peter Cech bên phía Chelsea phải rời sân ngay phút thứ 5. Mọi chuyện còn trở nên kịch tính hơn khi vào những phút cuối cùng của trận đấu và cách biệt chỉ là một bàn. Thủ thành Kudisini, người được vào sân thay thế Peter Cech, lại gặp phải chấn thương. Chelsea không còn quyền thay người và John Obi-Mikel đã bị đuổi trước đó. John Terry được chọn để mà làm thủ môn bất đắc dĩ trong những phút cuối trận trong sự hồi hộp và lo lắng của mọi người. Thật may, anh và 8 đồng đội phía trên đã thi đấu kiên cường trong những phút còn lại, bảo toàn tỷ số cho Chelsea. Giành 3 điểm được trả bằng cái giá rất đắt. 2. Kyle Walker. Một sự cố hy hữu đã xảy ra về cuối trận đấu giữa Man City và Atalanta khi mà Kyle Walker được huấn luyện viên Pep Guardiola tung vào sân thay thế Riyad Mahrez, song không phải để chơi như một hậu vệ cánh phải đúng sở trường thông thường. Không, cầu thủ người Anh mặc áo thủ môn và xỏ găng bắt gôn một cách bất đắc dĩ trong bối cảnh Man City đã mất cả hai người gác đền Ederson Moraes chấn thương và Claudio Bravo thẻ đỏ. Quan trọng là thủ môn Kyle Walker đã có trải nghiệm đầu đời của mình khá thành công khi vẫn giúp Man City giữ sạch mảnh lưới trong 10 phút cuối trận và không phải nhận thất bại, thậm chí còn ngăn chặn một cú sút phạt hàng rào nguy hiểm của Atalanta. 3. Dani Alves. PSG đã giành chiến thắng với tỷ số 4-1 trước Sochaux ở Cúp Quốc gia Pháp 2018. Mặc dù vậy, câu lạc bộ thành Paris đã tổn thất trong những phút cuối khi mà thủ thành Kevin Trapp đã bị rút quyền thi đấu. Người gác đền người Đức đã nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi nguy hiểm với tiền đạo Thomas Robinet của Sochaux bên ngoài vòng cấm. Trong bối cảnh hết người thay, Daniel Alves đã phải xung phong về bắt gôn. Trong vai trò bất đắc dĩ, Daniel Alves đã thể hiện sự chuyên nghiệp khi điều chỉnh hàng rào của PSG. Trong tình huống này, cầu thủ của Sochaux đã không dứt điểm qua hàng rào. Đây cũng là tình huống cuối cùng mà Daniel Alves phải đối mặt. Với chiều cao chỉ 1m72, Alves vốn không có lợi thế trong vai trò dùng tay ngăn bóng. Tuy nhiên do thời gian còn lại quá ít, Sochaux đã không tạo được đủ áp lực để mà tận dụng lợi thế. 4. Cheikh Ahoua. Đội tuyển Comoros đã trải qua khó khăn lớn về lực lượng trước thềm trận đấu với Cameroon ở vòng 1/8 giải vô địch bóng đá châu Phi CAN 2021, đặc biệt là ở vị trí thủ môn. Thủ thành số 1 của đội bóng Salim Ben Boina đã dính chấn thương trong trận đấu với Ghana. Trong khi đó, hai thủ môn số 2 và số 3 là Mozart Osesini và Ali Ahamada lại đều mắc Covid-19 và không được phép ra sân. Điều đó đẩy Comoros vào tình thế không thể ngặt nghèo hơn trước Cameroon. Trong bối cảnh ấy, huấn luyện viên Abdul buộc phải sử dụng hậu vệ trái ra sân trong vai trò thủ môn. Đây là điều hiếm có trong lịch sử bóng đá thế giới. Vẫn có những trường hợp các cầu thủ ở vị trí khác về bắt gôn, nhưng mà thường chỉ trong thời gian ngắn. Gần như không có đội bóng nào sử dụng kẻ ngoại đạo trong giữ khung thành trong đội hình chính, bởi điều đó mang tới nguy hiểm rất lớn. Khó khăn dồn lên Cheikh Ahoua khi ngay ở phút thứ 7, hậu vệ Nazim Abdul lại còn nhận thẻ đỏ trực tiếp khiến cho Comoros phải thi đấu trong thế thiếu người. Tuy nhiên một điều không ngờ khác là thủ môn bất đắc dĩ Cheikh Ahoua lại bắt gôn rất hay, không thua kém thủ môn chuyên nghiệp nào. Theo thống kê, trong trận đấu này, anh chàng hậu vệ có 4 pha cứu thua gồm 3 lần trong vòng cấm, một tình huống băng ra giải nguy. Bên cạnh đó, anh còn có tới 52 lần chạm bóng, một sự xuất sắc đáng kinh ngạc. Mặc dù Comoros thất bại với tỷ số 1-2 trước Cameroon và bị loại, nhưng mà Cheikh Ahoua vẫn nhận được những lời khen ngợi sau trận đấu. Năm, Quế Ngọc Hải. Không chỉ các cầu thủ nước ngoài, tuyển thủ Quế Ngọc Hải của tuyển Việt Nam cũng từng đóng vai thủ môn bất đắc dĩ. Phút 75, trận đấu lượt về bán kết giữa Việt Nam và Indonesia tại AFF Cup 2016. Nguyên Mạnh có pha đánh nguội với Pranada nhưng mà không qua mắt được trọng tài Fumin. Bị vua áo đen lập tức rút thẻ đỏ với thủ thành sinh năm 1991. Không còn quyền thay người, huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng buộc phải lựa chọn Quế Ngọc Hải làm người gác đền cho tuyển Việt Nam. Trong vai trò bất đắc dĩ, Ngọc Hải chủ yếu chỉ sử dụng chân. Phút 96, sự lỏng lẻo của hàng thủ Việt Nam tạo điều kiện cho Ferdinand thoát vào cấm địa, buộc Ngọc Hải phải phạm lỗi. Trên chấm phạt đền, Lestusen dễ dàng ghi bàn gỡ hòa hai đều cho Indonesia. Phút 105, trọng tài chính lần thứ hai thổi phạt đền cho Indonesia vì cho rằng Ngọc Hải phạm lỗi với tiền đạo đối phương. Thủ môn bất đắc dĩ của Việt Nam ra sức giải bày với trọng tài, cho rằng mình không mắc lỗi. Trên thực tế, pha quay chậm cho thấy anh đã kéo ngã đối thủ. Tuy nhiên, sau khi hội ý với trợ lý biên, trọng tài chính Fumin đã rút lại quyết định thổi phạt đền.
Những phút cuối hiệp phụ thứ hai, Quế Ngọc Hải thâm nhập vòng cấm Indonesia để đợi cơ hội dứt điểm nhưng không thành công. Anh và các đồng đội chung cuộc nhận thất bại 3-4, bị loại khỏi bán kết. 6. Nhâm Mạnh Dũng. Phút 77 trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 Ả Rập Xê Út tại U23 châu Á 2022. Thủ môn Quang Văn Chuẩn có pha băng ra ngoài vòng cấm và phạm lỗi với tiền đạo đối phương. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính Yusuke Araki đã xác định có lỗi, đồng thời rút thẻ đỏ, rút quyền thi đấu của thủ thành sinh năm 2001. Do U23 Việt Nam đã hết quyền thay người nên tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng được ban huấn luyện yêu cầu trở về bắt gôn, trấn giữ khung thành trong khoảng thời gian còn lại. Trong gần 20 phút đóng thế, tài năng 22 tuổi hoàn thành tốt nhiệm vụ với hai lần cứu thua. Đầu tiên là pha băng ra các đường truyền ngang bên cánh trái phút bù giờ thứ hai, và tiếp đó đổ người cản cú sút trong thế đối diện với cầu thủ vào thay người Zizaz Azohani. Sau trận, Nhâm Mạnh Dũng chia sẻ rằng anh chưa từng có trải nghiệm làm thủ môn, nhưng mà tình thế bắt buộc nên anh chấp hành yêu cầu của huấn luyện viên Gom. Trước đó, Mạnh Dũng đã trung phong và không ít lần gây sóng gió cho khung thành Ả Rập Xê Út. 7. Harry Kane. Tháng 10 năm 2014, Tottenham gặp đội bóng Hy Lạp Asteras Tripolis ở Europa League. Kane đã tỏa sáng với một cú hat-trick giúp Tottenham dẫn trước 5-0 trước khi thủ môn Hugo Lloris gặp chấn thương. Trong cảnh thay thế Lloris, Kane đã sớm gây bất an cho các hậu vệ khi anh đẻ trứng ngay pha bóng đầu tiên. Rất may đó cũng là tình huống duy nhất Asteras Tripolis có thể ghi bàn. 8. Pele. Để tìm được một thủ môn bất đắc dĩ xuất sắc có thể có, nhưng mà để tìm được một cầu thủ vừa lập hat-trick vừa bảo vệ khung thành của đội nhà trong một trận đấu thì quả thực không hề dễ dàng. Nhưng với vị vua bóng đá Pele thì không phải vậy. Trong chiến thắng 4-3 trước Gremio, sau khi đã nã 3 bàn vào lưới đối thủ, ông đã tiếp tục trở thành người hùng khi mà bảo toàn chiến thắng cho đội nhà. Ngoài ra còn rất nhiều cái tên khác từng đóng vai người gác đền bất đắc dĩ như John Orsi, Rio Ferdinand, Carl Jenkinson. Dù có làm tốt hay không trong vai trò người gác đền, nhưng đó cũng là những trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời cầu thủ của họ. Chúng ta vừa cùng xem lại những ngôi sao bóng đá trong vai trò người gác đền bất đắc dĩ. Nhấn like nếu bạn thấy video hay nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong video mới.